Hi, xin chào các bạn thân mến, mình là Đây Là Lam đây. Hôm nay mình sẽ làm một cái nhiệm vụ phụ của cái anh chàng này. Vị trí là đang ở cái ngôi làng có tên là Benex. Ở phía này nè, khu vực này Benex. Rồi các bạn tới nhận nhiệm vụ, mình cũng chưa có biết nhiệm vụ này là gì nữa. You go north, master? Why do you ask? I thought you could see if anything's happened to our men. They've been gone a while. Những căn người của ông đã đi một thời gian lâu và chưa thấy quay trở lại à? Vậy anh cần tôi làm những gì? What do you need? Merchant caravan came through not long past. Hired some of our boys to guide him to the bridge. They were due back yesterday. Fine. Keep my eyes open. My brother Tomil led him. Talk to him when you find them. Clever man. Not like the rest of them, eh? Rồi thôi, bây giờ mình sẽ tìm cái đoàn xe đã bị mất tích. Nhiệm vụ này có vẻ hay đây. Rồi tên gọi rất là kêu luôn nha. Bóng ma của cái con lộ buôn bán. Nghe từ Phantom là thấy ghê rồi. Đường có nó đi xa không, sao mình phải cuốc bộ vậy? À, ngay đây rồi. Mình thấy cái xe hàng đằng trước rồi. Vậy như nó bị lật đổ à. Chuyện gì đã xảy ra ở đây mà? Không cần biết chuyện gì xảy ra, cứ lấy đồ trước. Somebody was bound. Rope was cut quickly with a dull blade. Ai đó đã bị trói và đã được cắt sợi dây bằng một vũ khí cùng. Fast, panicked. Prints are deep, and suddenly. Những dấu chân tự nhiên tới đây là hết rồi. Someone walked through the spilled wine. Đây là cái vết rượu vang đỏ chứ không phải là máu. Còn gì nữa không nhỉ? Wow. Một cái vết cào à? Claw marks. A flyer swooped down. Judging by the claw marks, gotta be a wyvern or a forked tail. Shattered the wine barrel. It seems the people managed to escape. Kedwani. Smell will linger for hours. Những cái có thể là cái đoàn xe đã bị tấn công bởi một con wyvern hoặc là một con gì đó, nói chung con gì đó bye bye có móng vuốt. Giờ phải đi theo cái mùi dấu, mùi máu hay gì đó. Có thể những người còn lại vẫn đang ẩn nấp ở đâu đó. Tới đây rồi, tới đâu nữa? Tới đây hết dấu rồi, à đây. Nó tiếng con gì nó kêu gừ vậy. Để xem cái mùi hương này nó sẽ đưa mình đến đâu. Hình như là đến một cái hang động. Tracks lead to the cave. Chỗ này ghê quá mà. Trời ơi, cắt mất đầu luôn à. Caught one just before you reached the cave. Một người đã bị chết trước khi kịp đến được cái hang động này. Đó, bật lửa lên coi. Cái này hơi bị tối. Đi cẩn thận, từ từ. Có người dưới này. Những người tị nạn. Boy Creve, your eyes, they shine so in the dark. Thought at first it was a lizard coming. Thing that attacked. How big was it? Well, too big to squeeze in here. It were huge. And those teeth, ugh, we barely escaped. Wonder if it killed the traders. Poor son's sure at it coming. Important thing now's to get out of here. Will ye help, Master Witcher? Được rồi. Nhưng mà các anh phải kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra trước đã. Tell me what happened. Some traders hired us to protect them along the high road, they said. Before we knew it, they'd bound us like calves. Why? They were kind enough to explain, and real precise.
that we were necessary sacrifice for progress and trade. So they left us, tied to the wagon, as beast bait. Weren't long before a huge lizard appeared, as if its master had whistled. Monsters must have learned by now that army supplies travel down this road. Oi. Clever one, the lizard. Cut us off straight away. Left us to crawl in here. Poor Tommy didn't make it. Như vậy là cái anh bị chết ở ngoài tên là Tommy. Được rồi, ta sẽ xử lý con quái vật này. Need to tend to the monster. Doubt I'll have to look far. Wyverns like to herd their prey towards their nests. We'll wait here. Wouldn't want to get in your way. Wyvern. Nhất là cái ông này ở đây. Lucky me. Một con wyvern. Mình thật là may mắn. Ô, một người đã bị chết nữa. Ủa, hình như đâu phải đi ra lối này. Lối này đi ra ngoài rồi. Hồi nãy mình đi ra vào đường kia. Xong rồi gặp hai anh này. Xong rồi giờ đi đâu? Đi ra trên đây chăng? Ở đây cũng đi ra ngoài nốt. À không, chỗ đó là cái chỗ mình đi vào ấy chứ. Xong rồi mình nhảy xuống đây. Giờ là cái lối khác ở trên đây nè. Hy vọng lần này đi đúng đường. Trong này tối quá. Mà mình không thích xài cái cách ai. Thà xài lửa còn hơn. Xài cái cách ai nhìn. Ê, chụp mẹ gì vậy? Thít mẹ rớt xuống đây rồi. Đã hết hồn luôn. Nó dưới đây nhiều nấm lắm, lại có một người chết nữa. Anh không cần quả táo này đâu, nhưng mà tôi thì cần đấy. Hết hồn, tưởng rơi xuống một cái bẫy trong rồi. Tiêu đời Garo. Trong này tối quá cho nên không để ý. Như đi lên hướng này. Leo càng ngày càng lên cao. Oh. À, một con Wyvern. Khoan để coi lại đã. Nó thuộc dòng rồng phải. Rapsod. Rồi còn Oi với lại Golden nữa. Chuyển tất cả về lại. Bộ dầu vô đã. À, cái dầu đó đâu? Đây, Dragon Oil. Rapsod. Ok. Làm dữ hả mày? Ha. Hai con luôn. Chấp hai con tụi mày luôn. Dữ hả mày? Phun độc kìa. Chỉ còn một trái bom thôi. Tiết kiệm đi vậy. Sợ quá. Mày hả bưởi? Khoan, kiểm tra lại. Nãy giờ xài tên gì vậy? Xài tên nào xịn xịn chút coi. Cái này là được ạ. À, tăng 4 đam nữa. Tăng như đít nữa. Không có dễ vậy đâu. Đáng lẽ mình phải giết từng con một chứ chơi hai con một lúc hơi bị khó nhằn. Ghê chưa? Mày làm dữ hả? À, trúng đòn rồi. Ê, xem nữa bị lăn ra ngoài luôn. Chỗ này rất là cao nha Garo. Té xuống một cái là má nhận không ra luôn. Ê,
Ui hiểm quá. Ui. Cái tổ của nó hay sao á? Phải giết được một con trước cho nó dễ. Hai con nó quậy mình quá. Ui. Ui. Ủa bôi dầu vô cái kiếm chưa vậy trời? Kỳ cục quá. Nãy giờ đáng lẽ phải bôi rồi chứ. Con kia sắp chết rồi, phải giết nó trước. Cho nó một trái bom nữa. Chết một em. Hết bom rồi. À, có là Wyvern thì với Garo cũng dễ dàng rồi. Attack those people. Gotta be a royal wyvern hiding around here somewhere. More will spawn. Need to destroy the nests. Như vậy là còn một con wyvern kiểu hoàng gia nữa vẫn còn đang lẻn lút ở đây. Dragon nest. Phải need to destroy it. Phá hủy cái tổ của nó trước đã. Khoan để chế thêm bom nữa. Vậy thì mình sẽ có thêm được mấy trái bom, bom mình mới đầy lại được. Đó. Mà sử dụng cái Dragon Stream này đi để dành cái bom kia để mà chơi với con Wyvern hoàng gia rồi cho y chết đi. What the fuck. Chai hết quần áo rồi. Dragonid nest, need to destroy it. Đây còn mấy trái. Trời ơi, còn có một trái à. Nó ở đây. Con Wyvern hoàng gia. Mày lại đây. Chính là người chính là cái kẻ ăn thịt. Phá hủy cái con đường buôn bán của người ta hả? Lại đây nào, đồ bẩn thỉu. Hụt rồi. Đó. Nó không bình đấy chứ. Giờ nó làm gì? Con này nó có khác hai con kia là nó có cái sừng trâu. Ý là nó là thủ lĩnh đó mà. Ui. Chém chút nữa là rớt ra ngoài rồi. Ui. Đang định bắn cung mày. Cho mày một cái tên. Ủa chuyện gì vậy? Mình đang sử dụng phép gì vậy? À, sẽ phải xài phép tool mới đúng chứ. Đánh nhau đi, cái quần nhau mày vậy. Cắt đầu nó đi ra rồi. Mẹ đồ xịn thật. It's huge. What's the name again? Royal Wyvern. Don't usually come this big. It's feasted plenty, I reckon. Attacking those traveling the road. What do they call ye, master? Geralt of Rivia. Geralt of Rivia. It'll be a tale to tell the young'uns. Vậy và sẽ có một câu chuyện kể về Garo xứ Rivia cho các trẻ em mỗi khi trẻ em đi ngủ. Chuyện kể trước đêm về anh chàng thợ săn phù thủy. Bây giờ quay trở lại để mà lấy tiền thưởng. Có lối nào đi nhanh không?
Á, à, nhìn nè, đẹp chưa? Biển ở dưới rồi. À, téo này chắc chết quá. Không được đâu, phải đi xuống theo đường này. Hồi nãy đi ra đường nào thì bây giờ đi vô đường nào thì giờ đi ra lại đường đó. Chứ nhảy bậy cái là chết không kịp ngáp. Ơ, à, rồi lấy cái này nè. Ô, 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 lại nữa, lại nữa. Châm đuốc lên. Đây là đâu? Đây, lối đi xuống đây rồi. Bên kia đã thấy được cái ánh sáng ở ngoài đường. Đây. Quay trở lại và thu tiền thưởng của mình thôi. Rồi đi trên lại nha. Trời ơi, coi ảnh đeo kìa. À, nguyên cái đầu lâu còn treo lủng lẳng ở bên luôn. Nhìn vướng thấy ớn. Bây giờ đi đâu? Kia rồi. Ngôi làng đó rất là đặc trưng với một cái cối xay gió bự chà bá lửa. Anh chàng của chúng ta đây. Một người tị nạn. Greetings. Ồ, má ơi, xém nữa đổ trên nước. Tôi đã tìm thấy các bạn của anh. I found your friends. I have spoken to them. They're too damn bad. Tomil didn't make it. Here, take this. Thanks. Farewell. Chào tạm biệt. Và nhiệm vụ cái hợp đồng Phantom of the Cherus này là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn vào video lần tới. Xin chào tạm biệt các bạn.